Ok, hello anh em. Rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi xin được dành cái phần đầu clip để gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em đã tặng tôi những cái món quà những ngày 20 tháng 11. Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Đây là những cái món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu. Cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung. Cảm ơn anh em Hải Đăng. Cảm ơn anh em Mạnh Lê. Cảm ơn anh em Nghĩa Phan. Cảm ơn anh em Sơn. Cảm ơn anh em Tới Huỳnh. Cảm ơn anh em Thiên Bảo Ngô. Và cảm ơn anh em Việt Đăng. Cùng với đó tôi cũng xin được cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung, anh em Minh, anh em Trung Phạm, anh em Bảo Phạm, anh em Sơn và anh em Giảm Sửa Chép đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cuối cùng tôi xin được cảm ơn tất cả các anh em đã gửi tới tôi những cái lời cảm ơn, những cái lời chia sẻ động viên nhân cái ngày 20 tháng 11. Từ đó tôi biết được anh em rất là yêu quý và trân trọng những cái giá trị mà tôi đem lại cho anh em. Những cái video do tôi sản xuất, tôi làm ra được công nhận, đó là cái niềm vui của tôi. Dù là giá trị về mặt kiến thức hay là giá trị về mặt giải trí. Cho ba con rơi đầu game anh em ạ. Chơi Clive à? Clive không thích chơi Clive lắm. Tôi phải nói thật với anh em là tôi không thích cái bộ này. Mặc dù là nó cũng đang là meta đấy. Vừa mới meta trước thôi. Sang cái sau update thì hơi yếu một chút do có nhiều những cái bộ nó nổi lên. Nhất là cái bộ mạnh nhất bây giờ ấy. Cái bộ Hunter kết hợp với 6 đỏ. Sau đó kẹp Light Split ấy. Là cái bộ đấy là nó counter trực tiếp vào bộ Glide. Đấy, Light Bloodline gần như là bay màu rất nhanh. Chính vì thế là bây giờ thì cũng tôi cũng không có chọn Glide. Scootman. Chả nhẹ lóc. Bài ra buồn cười quá anh em ạ. Bài này ra chưa biết chơi gì luôn. Chơi Clive thì thực ra thì không phải là không chơi được, vẫn chơi được, nhưng mà bây giờ thì ngoài mấy cái món đồ đam đấy thì anh em phải ghép thêm những cái món đồ tăng nữa. Để làm nào để anh em có thể trâu được, sống sót được sau một lần combo. Đấy, BKB chắc chắn nó có rồi, phải có BKB. Không có BKB bây giờ kể cả Clive có giáp vẫn toang, chống phép các thứ vẫn không ăn thua. Bây giờ đánh là toàn sát thương chuẩn rồi anh em ạ. Ôi chơi này chơi gì? Khó nhờ. Sói súng. Khó chơi thật. Cho như này chơi cái gì cho nó ngon nghẻ nhỉ? Dấu hiệu để chơi beat không? Chơi beat không? Bộ beat thì thực ra tôi cũng không muốn chơi. Tôi cũng không thích chơi cái bộ beat luôn. Bộ beat thì phải nói thật là nó vẫn đang là meta đấy. Vẫn đang là meta và vẫn đang có một cái thứ hạng xếp rất cao. Ở trong cái tổng kết tuần vừa rồi thì là bộ beat là nó đứng đầu bảng luôn về cái tỷ lệ thắng. Tỷ lệ thắng cũng như tỷ lệ chọn ở trong mỗi game. Đó chính là cái bộ beat. Nhưng mà không, anh em ạ, tôi không chơi đâu. Tôi xem chơi cái gì. Úi ôi. Đây là what the hell? Là gì? Súng lên 2. Súng lên 2 chưa có Hunter. Mẹ. Súng lên 2 anh em ơi. Berserker. Berserker à? Berserker này. Một con ác nữa. Súng đồ nào. Đồ cướp điên này. Có luôn. Được. Thế thì nó sẽ là là gì nhở? Chốt đồ đã đánh chuỗi thắng anh em ơi. Súng lên 2 thì khả năng đánh chuỗi thắng rất cao. Round sau sẽ kẹp được vào 3 Warrior. Hàng trên nó sẽ khá là vững chắc. Hunter đâu? Đây rồi, hay quá. Ui, 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 đây là gì đây? Đây là gì đây? Từ từ nhá. Ui. Khó nghĩ quá anh em ạ. Rồi, đây nó cũng là một kiểu này. Như thế này nó cũng là một kiểu này anh em này. Tôi đánh ở 7 là có kẹp 2 đỏ nữa, 3 Warrior. À, 2 đỏ thôi, 2 đỏ thôi. 2 đỏ, 6 Glacier. À, 2 đỏ, 6 Glacier kết hợp với con súng co. Không, level 7 anh em biết là gì rồi đấy. 3 Hunter kết hợp với cả 4 Glacier ở level 7. Chuẩn bài. Chuẩn sách giáo khoa.
Trời ơi, cách đây một tuần tôi có làm cái video ngắn coi như là giới thiệu hướng dẫn chơi cái bộ này, bây giờ nó tự nhiên nó ra đúng form với bài đấy luôn này. Thế chơi được anh em nhá. Chơi được đấy. Tuyệt vời anh em ơi. Bài này thực ra nó không mạnh nhưng mà nếu mà nó cho ấy, chơi thì nó lại mạnh đấy anh em ạ. Nếu mà được cho ấy. Được cái nhở. Con này vào đây. Lên 6 kẹp thêm con gấu à, ngon. Được đấy. Đam thì thực ra là bây giờ cũng chưa cần banter. Bây giờ lại có gấu à rồi thì cho tăng ở phía trên khỏe một chút là con gấu nó sẽ tăng được, là nó gọi thêm con gấu nữa. Là có hai con nữa. Đấy, coi như là đánh ở level 7. Được. Tôi thấy là rất là hợp lý. Chơi luôn nha anh em nhá. Bài cho chơi thôi. Bài này cứ cho là chơi thôi. Cho nó chơi thì là bài nó ra ấy, thì nó rất khỏe. Đấy, còn nếu mà giả sử như ép nó phải chơi cái bộ này thì nó sẽ rất khó để chơi. Nếu mà chúng ta ép, nhưng mà đây nó không phải ép, mà tự nhiên nó ra thì thôi chơi thôi anh em nhá. Đây rồi. Con rồng 3 tiền đây này. Bây giờ thiếu mỗi cung đen thôi. Form ở level 7 là được. Đủ bộ. Tôi nghĩ là tôi up cấp luôn rao này anh em ạ. Bán gấu đi thôi. Con gấu này nó chỉ tồn tại được trong vòng 3 round. Nếu mà tính là gặp đối thủ chắc là chỉ tồn tại trong vòng 2 round thôi. Nên là thôi anh em ạ. Đằng nào thì lên level 7 ấy, là chúng ta sẽ kẹp 3 Hunter. Đấy, kiểu gì cũng kẹp 3 Hunter. Mà level 7 là nó ở round 11 rồi. Nên là thôi. Tôi quyết định là tôi bán nó up cấp luôn giữ chuỗi anh em ạ. Ok. Cái con rồng 3 đô ấy, con rồng Exit nó là một con tăng cơ khá khỏe đấy. Ui, một cái quyết định rất là chính xác luôn anh em ạ. Được đấy. Tuyệt vời. Rồng lên 2 sao thì tăng rất khỏe. Đấy, con này nó sẽ nhân đôi cái số máu của nó khi mà nó hóa hình. Đó. Thiếu 3 Hunter đúng không? Ba Hunter ở level 7, form rất chuẩn. Đấy, tôi cũng có giới thiệu cho anh em đấy, cái bộ này đấy. Đã giới thiệu cho anh em cách đây khoảng một tuần trên cái video ngắn, cái cách chơi. Mà bài này thì cái hôm nay nó ra hơi khác một chút. Nó lại ra hơi khác một chút anh em ạ. Nó không giống như là cái video tôi hướng dẫn. Nhưng mà thôi, cũng phải chấp nhận. Đấy, nó chưa ra cái con cung đen. Cái con cung đen thì chúng ta kẹp ba Hunter, hai Exit vào. Đấy, hai Exit rồi thì kẹp Glacier. Còn nào hai sao thì cho vào thôi. Vứt hai con Glacier vào. Nhưng mà đây chúng ta có 4 Glacier với con Berserker là co thì cũng ngon. Ui, lại ra rồng này. Được đấy. Được đấy nhở. Con rồng này thì chúng ta cũng có thể nuôi lên 3 sao nếu mà nó ra nhiều. Con này nó tăng khỏe lắm nếu mà anh em cho nó những cái món đồ máu. Bởi vì là anh em chỉ cần cho 500 máu thôi thì là cái món đồ đấy nó tương đương với 1000 máu rồi. Nó rất trâu ở phía trên nha anh em nhá. Đấy, có những cái món đồ mà nó cộng tới tận 1000 máu cơ. Thì con này tự nhiên nó được cộng 2000 máu. Rất trâu ấy nhá. Mà round này có khi tôi bán con Skull Hunter tôi lấy tròn tiền ấy. Round sau ấy. Nếu mà không ra Hunter thôi không phải up cấp, còn nếu mà ra Hunter thì up cấp lên cho Hunter vào. Về căn bản ấy là tôi cần kẹp con cung đen vào sức mạnh nó mới hơn hẳn. Còn cái tầm này thì bây giờ như này tôi nghĩ là nó vẫn mạnh. Cộng thêm đam nhưng mà chỉ cộng được thêm Hunter thôi mà anh em. Đấy. Mà cái con rồng phía trên ấy thì nó lại không đóng vai trò là gây đam. Nếu mà cộng Hunter thì ba con Hunter được hưởng thì nó chỉ có con súng và con Skull Hunter. Nhưng mà con Skull Hunter nó lại là một cái con tăng cơ phía trên. Nên là nó cũng không gây được đam nhiều. Chính vì thế là tôi cũng bán cái con đấy đi thôi. Bây giờ ra cung đen thì cho vào đứng ở hàng dưới bắn thì ngon hơn. Đấy. Còn nếu mà cho vào kích hoạt Hunter thì cái con súng này nó cũng chả được bao nhiêu đam. Đồ có ở trên người con súng rồi anh em ạ. Cứ từ từ đã. Bởi vì sức mạnh nó không gia tăng nhiều ấy. Bây giờ phải kẹp thêm cái bộ Exit vào thì sức mạnh nó mới gia tăng được nhiều cơ. Lúc đấy thì up nó mới có giá trị.
Ui, cả thằng này mạnh đấy. Mày có khi vớ vẩn mất chuối này. Chết rồi, đéo để ý. Ra 11 gặp thằng này mà tôi không để ý này. Thôi chết rồi. Ui, súng tôi bị tun rồi. Thôi chết tôi rồi. Mẹ. Vãi đái, súng đứng im mình chết rồi. Kia. Thôi xong rồi. Oh my god. Không để ý kê con súng ở phía thằng dưới cung như các con thỏ ạ. Vãi cứt thật. Bị cắt chuối. Cay nhờ. Ồ đùa. Thật là như thế luôn. Quả mất chuối xì đà quá anh em ạ. Nhưng mà nếu cái quả đấy mà tôi up cấp lên thì đương nhiên là nó cũng chả có gì mạnh hơn cả. Đấy. Mà cái vị trí của con súng nó quan trọng. Cái round đấy mà cái vị trí con súng nó không bị đứng ở dưới cùng ấy, mà cái con thỏ nó không bớ được vào, nó không kê được vào con súng thì chắc là vẫn ăn được thôi. Round đấy nó vẫn thắng thôi. Nhưng mà Sida quá, không để ý anh em ơi. Tôi cứ nghĩ là tôi có thể giành chiến thắng. Đấy, một giây chủ quan lơi là khinh địch của cái là đi ngay. Quá sơ sài đến được vị trí của Tuấn Cơm. Một pha đánh cờ rất là sơ sài luôn. Rồi, thôi, thằng kia dù sao nó cũng đang có chuỗi anh em ạ. Đấy, nó cũng chính là một cái cơ hội để chúng ta gỡ lại đấy. Coi như gửi tiết kiệm. Coi như gửi tiết kiệm. Bắt đầu làm lại thôi. Đồ này nói chung là thiếu cái búa sét. Thiếu cái búa sét. Để cái búa sét với cái hai tia là ngon. Hút máu trừ giáp thì cũng được. Nói chung cái bộ này chơi được nhiều. Có lấy được nhiều món đồ lắm anh em ạ. Cái bộ súng ấy kết hợp với cả 9 assassin fake thì nó lấy đồ thì nó bắt buộc nó phải có cướp điên. Đấy, nhưng mà cái bộ này thì không anh em ạ. Bộ này không cần cướp điên. Bộ này thì nó cướp điên thì vẫn ngon nhá anh em nhá. Nhưng mà nếu mà không có cướp điên ấy thì vẫn cứ là khỏe. Đấy, nhưng mà nếu mà có cướp điên thì nó sẽ ngon hơn. Đấy, nó là cái đương nhiên rồi. Cướp điên thì nó là cái món đồ mà khi mà đánh nhanh nó gây ra cú crit. Đấy. Mà trong cái bộ 6 Glacier này thì con súng ấy nó mắc binh nó sẽ lên được là 1.4 nha anh em nhá. Tốc độ là 1.4. Ủa ôi, có ông người Nhật Bản này chào hello Tuấn Cơm kìa. Không biết là có phải Nhật Bản không hay là Nhật Bản nói tiếng Việt. Nhưng mà thôi cứ chào nhà. Chào lại thôi. Ai chào tôi chào lại. Thực ra thì cái việc mà có người Nhật Bản xem kênh của tôi thì nó cũng là bình thường thôi anh em ạ. Thằng này có con gấu assassin này. Nhưng mà 11 sao kẹp với cả hóa đá, 4 hóa đá à? À, bộ này cũng kinh đấy. Bộ này cũng căng đấy anh em. Chơi 3 assassin kết hợp với 6 hóa đá là cũng căng đấy nhá. Bộ này cũng khỏe phết đấy. Ồ, khỏe đấy. Khỏe đấy, có Thunder 2 sao. Cái bộ này này, late game khỏe lắm anh em ạ. Khi mà nó ra là con Light Spirit ấy, xong là kết hợp với cái con gấu đá ấy. Ui, con gấu đá lăn xong rồi cái con Light Spirit nó kích hoạt cái trưởng của nó trên người của những cái con của địch ấy. Khỏe kinh khủng luôn. Con gấu đá thì nếu mà nó giết được người nó lăn liên tục mà, đúng không? Đấy, mà nó kết hợp với cả con Light Spirit nữa. Trời, rất khỏe luôn ấy. 6 đá kết hợp với cả Spirit. Khỏe đấy. Đồ cũng đồ căng cơ. Đồ cũng đồ ngon cho con assassin. Thế trận này rất căng đấy nhá. Trận này rất căng đấy. Trận lại có thằng Nhật Bản chắc là fan của tôi. Fan của tôi xem kênh. Kênh tôi thì không phải khoe đâu nhưng mà có khá nhiều fan nước ngoài. Không phải chỉ có Đông Nam Á đâu, không phải chỉ có châu Á đâu mà thậm chí có cả châu Âu nữa. Mấy cái bọn như là Kazakhstan, Nga đấy, hay là Ba Lan ấy, mấy cái bọn đấy là nó hay xem. Đấy, nó hay xem kênh tôi. Bởi vì nó có cái thống kê mà nên tôi biết. Ở trên YouTube nó cho tôi cái thống kê Nhật Bản rất đông. Đấy, rất đông coi như là fan hâm mộ của người Nhật Bản. Mặc dù là vào nghe nói tiếng Việt Nam không hiểu gì đâu nhưng mà vẫn xem. Đấy. Tôi nghĩ là nó là do cái hệ thống dịch ở trên YouTube ấy. YouTube nó có cái hệ thống dịch phụ đề. Chính vì thế là người nước ngoài người ta cũng xem tôi được. Rồi, 3 Hunter, 4 Glacier ở level 7. Ôi chết rồi, quên anh em ơi, tôi lại ấn nhầm up cấp lên này. Ấn mất 2 đồng. Ấn mất 2 lần up cấp. Đấy, 2 lần up cấp là mất 8 tiền. Mà tôi chưa lên 8 đâu.
Từ từ đã, để xem đã, tính như thế nào. Bây giờ lên 8 kẹp được cái gì vào đâu? Gặp ngay thằng Eco ở đây. Đấm chết thằng này đi. Đấm chết luôn được không? Khó. Đấm chết thì tiền lại tăng lên 40 thì lại không bị lỗ. Đây rồi. Có Grim Chuck này, thôi rồi lên 8 cũng được. Thôi lên 8. Lên 8 kẹp Grim Chuck này vào là có combo. Combo Grim Chuck xong rồi súng bắn, nó cũng khá là khỏe đấy. Kết hợp với cả lọc cọc nữa. Quick Doctor mới một level 1 thôi. Một sao chuyên thua. Ôi tôi xong rồi. Cái thằng top 1 ấy, nó bị mất chuỗi cho cái thằng mà nó đang chơi con gấu. Khó đấy. Thế nào là để thua nhỉ? Chứ tôi chưa gặp lại nó đã mất chuỗi rồi, cay thế nhỉ. Xong rồi. Trận này lắm thằng xanh thật đấy. Ui, mẹ con súng bị khạc vào ngay đầu tiên ạ. May quá, tung được kịp combo. Nhưng mà ăn được không? Làm sao mà ăn được? À, ăn được không? Ăn được không? Vẫn được, vẫn được, vẫn được. May quá, hay quá. Rồi, thôi. Ở level 8 thôi anh em nhá. Level 8, 50 tiền roll. Súng 3 sao up lên 9. Cái bộ này luôn ở 8 thôi. Ở 8 nó kẹp được 6 Glacier súng rồi. Lên 9 thêm một con tăng cơ vào nữa xong. Vãi đái lại bị cắt chuỗi kìa. Khỏe thế nhở. Chết rồi, mất hết các cái chuỗi rồi. Sao không cho bọn nó gặp tôi nhở? Toàn gặp cái thằng nào ấy. Chán thật đấy. Gặp tôi thì có phải là tôi cũng xin cái chuỗi được không? Nhẹ nhàng không? Mà cái trận này bọn nó cũng mạnh cơ. Đấy, trận này bọn nó mạnh. Tôi cảm giác tôi mạnh, bọn nó cũng mạnh luôn. Trận này nói thế thôi chứ tôi bây giờ tôi cái tầm này thì tôi cũng vẫn gọi là mạnh. Đấy, cũng chưa đến lỗi mà bị bọn nó hành đâu. Trông to nhờ. Vãi đái thật. Đấy, có cái combo anh em ạ. Combo súng. Ăn được. Rất hay. Kẹp cái con Grim vào quẹt cái súng bắn trưởng thế là giữ được khá máu. Rồi. 6 Glacier này. Nhưng mà 6 Glacier bây giờ yếu. 6 Glacier bây giờ yếu anh em ạ. Không chơi, không chơi, không chơi. Từ từ. Yếu lắm. Đánh nhanh mà đam bé. Lại không có tăng cơ. Ít ra chỉ ít là cái con Fortuner Teller nó phải lên được 2 sao anh em ạ. Con đấy lên 2 sao thì chúng ta mới có thể chuyển được. Mà không chỉ có con đấy đâu, tôi nghĩ là nó phải full 2 sao. Ít nhất là full 2 sao. Kể cả là Grim Chuck cũng phải lên 2 sao. 4 tiền lên 2 sao đấy nha. Sẽ phải đợi đấy. Còn cả Gritter này. Ui con súng bị bớt được tiền. Nhưng mà mạnh quá nhờ anh em nhờ. Được đấy. Con ốc nó bớ con súng đầu tiên nhưng mà vẫn ăn được. Bởi vì cái bộ này đam rất to anh em ạ. Bộ này đam to bắn nhanh. Hay quá. Từ từ nha. Bình tĩnh, chúng ta không làm gì cả. Đợi thôi, đợi tiền lên một chút rồi roll. Cái này nhá, nó được cái là nếu mà chúng ta giữ được một cái khoản tiền nó nhiều nhiều một chút. Ok. Lại mất chuỗi cho cái thằng Nhật Bản nữa kia. Ủa gì giấy. Mất chuỗi cho fan của tôi. Sao mất chuỗi cho tôi nhở? Thằng fan của tôi nó cắt chuỗi được 2 lần đấy. Đấy, tiền nhiều lắm, lên được 6 bit rồi. Sợ thật sự. Tôi đang có cái cảm giác là tí nữa nó đấm tôi xong rồi có khi nào mà nó lật mặt nó thành anti fan đâu nhỉ? Chào chưa chắc nó đã là fan đâu nhá. Đấy, nhiều khi chào lại là anti fan chào. Nhưng mà tôi nghĩ là không, tôi cũng phải có niềm tin anh em ạ, phải có niềm tin vào con người chứ anh em. Đây rồi, hay lắm. Hút máu này, trấn phái này. Hai tia luôn này, có hai tia có ghép không? Hay là đợi để dành cái gậy gai. Rôn tiếp. Rôn cái nữa. Ây da. Hết slot rồi, thôi từ từ đã. Bình tĩnh, bán lấy con Grand Herald đi.
Không nha anh em nhá, không khô máu ở đâu. Tầm này chưa khô máu được, tầm này chưa khô máu được. Cứ bình tĩnh. Ghép cả hai tia ở đấy. Ghép không? Ghép luôn hay là đợi cái ấy nhỉ? Cái gậy gai nhỉ? Cái đoạn này về căn bản là vẫn đang phân vân giữa cái gậy gai với cái hai tia anh em ạ. Hai tia thì nó clear được khỏe hơn, nhưng mà nó gặp bọn Clay thì nó lại không chống hồi máu được. Đây này, chuyện này có Clay nhá. Hoặc là gặp mấy cái con co mà nó có cái mấy cái giáp xoay các thứ ấy, thì nó rất khó để giết. Bữa này vẫn cần, mặc dù là có đam đánh nhanh, nhưng mà chính cái đánh nhanh đấy là mới nguy hiểm. Cái đánh nhanh nó sẽ khiến cho những cái đứa mà nó có giáp xoay ấy, nó sẽ có khả năng hồi máu được nhiều hơn, cái tỷ lệ hồi máu nó sẽ nhiều hơn. Rồi, luôn tiếp thôi. Từ từ nha, bình tĩnh. Cái này là phải đánh từ tốn thôi. Bây giờ nha, thiếu một slot để mua rơi. Tôi nghĩ là tôi sẽ bán một con Grimchuck đi. Grimchuck cũng chưa cần. Cái form cái bộ Hunter này nó sẽ lâu mà, cho đến khi con súng nó lên được 3 sao cơ. Nên là bây giờ Grimchuck thì thực ra vẫn chưa cần lắm. Roll mấy cái con khác lên 3 sao đã. Từ từ đã. Cái hai tia thì tôi vẫn nghĩ là tôi sẽ giữ lại sau. Thừa món đồ thì ghép. Bây giờ cái quan trọng ấy là vẫn phải là gì? Vẫn phải là có thể là ghép được những cái món đồ về late game để đánh nhau. Thì giết một con nốt đi. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn mất nhiều máu quá anh em ạ. Lại mất chuỗi. Khó nhỉ. Chỗ này có bọn creator. Có lắm thể loại quá, khó chơi anh em ạ. Trận lắm thể loại, khó chơi quá. Rồi luôn tiếp thôi. Grim không mua anh em nhá. Grim không mua. Đánh từ tốn thôi. Cứ bình tĩnh. Súng ra ít quá nhỉ anh em nhỉ. Ra được 3 con súng giai đoạn đầu game. Bây giờ cảm giác con súng không ra nữa. Mãi chưa thấy ra thêm con nào. Trong khi đấy con rồng có vẻ ra khá nhiều. Còn 3 con nữa thôi. Lên được 3 sao. Nhưng mà cái con này 3 sao thì nó cũng chỉ có tác dụng tăng cơ thôi. Không gây đam được. Cần súng 3 cơ. Goblin ra ca lông kìa. Càng đấy. Combo đẹp. Được á. Đỡ đi bao nhiêu luôn ấy. Vớ vẩn lại thắng cơ. Ồ. Thắng rồi không? Được. Cái bộ này tôi nói rồi mà. Form ở level 7 mà đủ full 2 sao thì... À level 7 đúng không? 3 Hunter, 4 Glacier. Full 2 sao thì nó giữ máu lắm. Có thua là mất một chút máu thôi, không đáng kể. Đấy rồi, rơi lên 3 nhá anh em nhá. Chuyện này sẽ đánh rơi lên 3 sao. Deflector lên 3 sao. Súng lên 3. Rồng 3 tiền lên 3 sao. Cần thì thêm cho cung lên 3 sao nữa. Thế lúc đấy thì mạnh lắm nhỉ. Cung đen thì cũng khó lên 3 sao đấy. Tôi nhìn này biết là khó rồi. Trận này cung đen không độ. Thôi cố gắng con súng thôi. Súng lên 3 sao là ổn. Con súng nó hơn cung đen đấy. Con súng là nó sẽ đánh với cái tốc độ mắc binh nó sẽ là 1.4. Đấy và nó không phải di chuyển. Nó đứng một chỗ nó bắn thôi. Bắn rất xa. Ngoài ra cái animation của con súng này là đạn là ra một cái là đến người địch luôn. Chứ nó không mất cái đường tên nó bay loanh quanh. Khỏe quá, beat được cái kẹp từ cái Hunter à. Khỏe quá nhờ, lại có chuỗi này. Chuỗi liên tục luôn. Rồi luôn tiếp nào. Đấy rồi. Ui không phải. Từ từ nha, ghép được cái hai tia đó. Đấy rồi. Khỏe quá. Rồi, bây giờ tôi có hai dao, tôi ghép cái hai tia luôn anh em. Có hai dao rồi. Đợi cái que để ghép cái gậy gai thôi. Còn bây giờ chúng ta có thừa dao rồi. Đấy, thừa dao thì ghép cái hai tia luôn là ok. À nhưng mà từ từ. Rao này là rao quái anh em ạ. Từ từ đã, rao quái hết rao quái lấy đồ xong rồi chốt sau. Chốt là sao đồ ngon nghẻ nhất có thể anh em nhá. Có thể ghép được cả cái chiến thành nữa đấy. Chiến thành BKB được á. Từ từ đã. Thậm chí là một cái cấm đánh cũng không phải là một cái giải pháp mà nó bị thừa đâu anh em ạ. Nó sẽ là cái giải pháp counter late game bằng cái cấm đánh ấy. Nên là thôi cứ từ từ đã anh em, không vội đâu. Máu còn rất nhiều nha anh em nhá. Giữ máu rất tốt luôn. Bây giờ chắc thì sợ Greater úp lồng vào đúng cái vị trí của con súng thôi. Thì lúc đấy chắc là tràn nhà. Với cái lượng đam như này và cùng với đấy nó chính là cái
tốc đánh rất là nhanh. Thì cái bộ này nói chung là nó giữ máu rất tốt đấy anh em ạ. Rồi, ghép cái gì đây? Đao quỷ để ghép cấp điên hay là mảnh linh hồn ghép đao cuối, ghép cái hút máu cuối. Thực ra ấy, cái bộ này lấy cái cấp điên nó cũng không ngon lắm đâu. Tôi phải nói thật là như thế. Tôi lấy cấp điên nó chỉ có ở trong cái bộ Assassin thôi. Chính vì thế là tôi quyết định là tôi chọn cái hút máu cuối anh em ạ. Hút máu cuối chân lý luôn ở cái bộ này. Bởi vì làm sao? Bộ này nó dí nhanh. Nó dí nhanh, nó cần trừ máu, kết liễu đối thủ nhanh anh em ạ. Mà hút máu nó còn có thêm hiệu ứng hút máu nữa. Đấy, nó giúp cho súng này nó sẽ có khả năng hồi máu. Ngoài ra nhá, nó bắn ấy, nó dí một con ấy. Ba phát bắn là nó mắc cái trừ giáp thì nó sẽ dí một cái con này nó rất nhanh. Đấy, còn cấp điên thì thực ra nhiều khi là những cái cú tốc đánh nó cái khỏe của cái cấp điên nó chính là cái tốc đánh. Là nó có hiệu ứng là nó tăng tốc đánh, nhưng mà cái bộ này nó mắc tốc đánh rồi anh em ạ. Nên là nó không cần cái tốc đánh kiểu đấy. Đấy mà chúng ta cần cái tốc đánh kiểu khác. Chúng ta lấy cái đồ này nó cũng mắc tốc đánh rồi. Được rồi. Ui mẹ nó còn kẹp cọc rồi counter ạ. Phải đái thật. Ui khỏe thế. Xong rồi, cái bộ này căng quá nhờ. Căng quá, có cái đống đá anh em ạ. Phải 10 máu luôn. Súng mà chưa lên 3, chưa ăn thua. Bớ nhanh quá. Rồi cứ từ từ anh em. Máu còn nhiều. Máu tụt đữa, cho tụt đữa vẫn được. Lấy được cái 2 tia. 2 tia được. Cho 2 tia đi. Không, từ từ đã. Tôi nghĩ nó lại sẽ là cái gậy hack cơ. Không, bây giờ đang không có gậy gai. Lấy cái gậy hack. Thôi tôi lấy gậy hack, chốt gậy hack. Bờ linh gậy hack. À, được đấy. 2 tia từ từ anh em ạ. Từ từ chưa được. Cái này vẫn chưa được nha anh em nhá. Vẫn chưa chốt được cái 2 tia đâu. Mà nó sẽ là cái bờ linh. Đấy. Bờ linh để combo. Lấy cái bờ linh combo anh em ạ. Từ từ đã. Chưa chốt được. Đợi chút. Anh em sẽ hiểu lý do làm sao. Không chơi được. Không chơi được nếu mà không có gậy gai. Bài này vẫn phải có gậy gai anh em ạ. Cái này, ui, trận này nhiều thằng nó khỏe lắm. Chết rồi, đến cái đoạn này phải xả hết tiền rồi anh em ơi. Tầm này không lên được súng 3 là toang đấy. Thôi được, anh em. Hết tiền luôn. Hết tiền luôn anh em nhá. Đấy, ui, một con rồng nữa này. Ra đi xem nào. Ui lên 3 sao đi. Chết rồi, nhiều quá, 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 nhiều quá. Nhiều quá. Nhiều quá. Lên đi nào. Ui đây rồi. Súng 3 đã này. Từ từ đã nhá. Còn những cái bọn còn lại thì sao? Đâu, từ từ, từ từ. Đâu, 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 đâu. Con nào, con nào, con nào, con nào, con nào, con nào. Con cung đen. Ok, gì nữa? Con này. Ui chết rồi. Con này nữa. Ui, còn hai con rồng, làm nào giờ? Không được rồi. Chán thật đấy anh em ạ. Ui mẹ ơi. Hết giờ rồi anh em ơi, tôi mất hai con rồng. Tí lên được 3 sao. Còn một chút nữa thôi nhưng mà hết thời gian rồi anh em ạ. Đấy, ui anh em ơi, thấy súng 3 khác hẳn không? Khác bọt chưa? Đấy, khi mà anh em lên được súng 3 mà vẫn là 3 Hunter nhá, 3 Hunter 4 Glacier thì anh em sẽ lại khỏe. Ui, nó lại quay trở lại cái này. Hay quá. Ui giời, thôi roll tiếp. Roll tiếp thôi, roll tiếp thôi. Đấy rồi. Đủ bộ rồi, đấy rồi, hay quá. Đấy rồi, thiếu một con rồng. Thiếu một con rồng nữa. Từ từ nhá, để xem nào. Bây giờ cho Glacier vào luôn không. 6 Glacier vào luôn không. Đang ở level 8. Đang ở level 8. Lên 9 thì là kẹp thêm rồng mà. Cũng được. Chơi được anh em ạ. Chơi luôn, bỏ luôn đi. Bây giờ là full 2 sao rồi mà. Full 2 sao có cả 3 sao thì chúng ta cho 6 Glacier vào hoành nó tê hơn. Đấy. Rồi được rồi, mặc dù con rồng này nó cũng có rất nhiều con rồng nhưng mà phải up 9 thì mới cho vào anh em ạ. Sẽ phải up 9 thì mới cho con rồng vào. Không sao hết, bây giờ khỏe rồi. Tôi nghĩ là cái tầm này khỏe rồi đấy. Ok. Ui, Goblin có vẻ trông khá to. Trông khá to ở đây. Goblin Warlock à? À, Goblin Warlock. Căng đấy. Căng đấy. Goblin này là Goblin hệ bắn trưởng à? À. Căng thật. Ui, đây rồi, có quả trứng này. Cái trứng này thì đập cho con rồng thôi.
Đây rồi anh em ơi. Ui đủ đồ anh em ơi. Đây. Tôi đợi mãi. Rồi, thế là có bờ linh, có cả hai tia luôn. Hay là ghép cấm đánh? Cấm đánh thì sao? Cấm đánh với bờ linh. Hai tia có cần không nhở? Hai tia thực ra thì cũng khỏe. Thôi được, cứ đợi lốt rau này đã ở chốt anh em ạ. Cấm đánh cũng khỏe nhá, cấm đánh cũng khỏe mà hai tia cũng khỏe. Thế bờ linh có cần không? Thôi được rồi, tôi sẽ chốt sau ra này. Về căn bản là cái thằng Greater là cái thằng mà khá là sợ ấy, thì nó lại chết mất rồi. Nên là chúng ta ghép được cái cấm đánh. Đấy. Nếu mà có Greater thì ghép cấm đánh nó hơi phí. Nhưng mà nếu mà hết rồi ấy, chết rồi ấy, thì rõ ràng là cái cấm đánh nó lại rất là ngon. Đấy. Ui cái gỗ này. Xem nào, ghép được cái gì ngon nghẻ không? Rồi, bây giờ thì nó sẽ là cái này. Cướp điên. Bây giờ nó sẽ là cái cướp điên anh em nhá. Cướp điên nó sẽ lấy sau. Ok. Rồi, chốt lốt này. Chốt lốt cái hai tia đi. Hai tia. Rồi, khỏi cần blink. Cầm viên mana đủ rồi. Rồi, thôi. Thế tầm này đập trứng nó rồng áp 9 thôi. Con này nó tăng khỏe lắm anh em ạ. À. Đây cho cái đồ máu này. Cộng thêm là rất nhiều máu luôn đấy. Cái con rồng ấy mà cầm đồ máu nó được x2 máu. Khỏe lắm. Rồi. Tôi nghĩ là bây giờ con súng nó sẽ bắn như là một cô máy tiểu liên luôn. Rồi, ui bít cũng to đấy. Bít cũng to đấy. Bít cũng to đấy. Ui anh em nhìn con súng kìa. Bắn cửa liệt kinh không. Lên nhớ tôi là thợ săn. Lại còn cầm vác cả tiểu liên đi bắn thú. Cái này thì thú đỡ thì đéo được. Nói cho nó nhanh. Bạn chỉ là những cái con thú thôi. Để cho tôi săn. Cái con cung đen là cũng tí nữa thì là lên được 3 sao rồi đấy anh em ạ. Tôi có bán hai con đi rồi. À thôi bây giờ tìm lại đó. Kiếm lại đó. Đây rồi hay quá anh em ơi. Cầm đánh hai này tuyệt vời. Rồi, còn ra cả cái giáp này. Bao nhiêu máu luôn cho con rồng nhá. Đồ này rồng sướng quá nhở. Rồng này bây giờ là 4.000 máu. X2 phát là gần 9.000 máu à. 8.000 máu. 8.500 máu đỡ làm sao. Bắn con nâu mới chết con rồng anh em ạ. Con rồng còn đến mùa quýt mới chết. Làm gì mà bớ vào con súng hàng sau đâu. Súng bây giờ đứng coi như là gọn gàng ở góc rồi bắn chết hết. Quá căng. Anh em nhìn kìa con rồng kìa. Ui một lượt ca lông bắn nó chưa chết con rồng luôn. Quá khỏe. Xổi ôi. Nhìn con súng nó tỉa cho. Quá căng thẳng. Hay quá nhở. Đủ lắm rồi mới thấy con súng này nó bắn khỏe như thế đấy. Bắn mắc tốc luôn mà. Đấy, tốc độ của nó là bây giờ là. Nói chung ấy là bây giờ nó rơi vào tầm khoảng 1 giây là 10 phát. Đấy. Cứ tính 1 giây là 10 phát đi. Cho nó tròn. Quá căng thẳng anh em ạ. Ui rồi mà hình như là cái ông người Nhật này là đúng là người Nhật thật đấy anh em ạ. Nói tiếng Anh thì chắc là không phải người Việt rồi. Còn người Nhật nói tiếng Việt thì chắc là nói được một câu hello, câu sau là tiếng Việt luôn. Đúng không? Có phải không nhỉ? Tôi nghĩ là như thế đấy. Tôi nghĩ là đây là người Nhật thật. Rồi tôi cướp con cá lông anh em nhá. Cướp cá lông, cướp cá lông, cướp cá lông. Ồ, dây cuối, hay quá. Rồi. Yên tâm. Súng mặt bề lắm anh em ạ. Anh em nhìn kìa. Ui xôi ơi. Con rồng có nhiều máu quá anh em ơi. Không phải chết được. This time the second. Gì kìa. We meet. À. Đây là lần thứ hai chúng ta phệt nhau. Ui giời. Quen không? Quen không? Quen nhỉ. Quen phết đấy. Để xem nào. Tầm này bây giờ làm gì nữa nhỉ? Chả phải làm gì luôn ấy. Bây giờ đối thủ làm sao mà có thể ăn được đấy. Trừ khi là phải có một cái blink mà bắt con súng của tôi. Nhưng mà cái con súng kể cả có blink nó không dễ bắt thế đâu anh em. Tôi để ra giữa là xong. Nếu mà giả sử như mà đối thủ mà có ý định là blink vào bắt cái con súng này thì nó chỉ được một lần thôi. Mà bắt súng chưa chắc súng đã chết nhá. Có ngay bắt bất tử để cứu súng luôn. Có bắt bất tử ở đây. Chưa chắc đã chết. Phải quá anh em ơi. Cái con rồng nó con rồng của nó rất trâu với trên rồi.
Nó chịu toàn bộ cái đam của bọn Beast ở phía trên, nhưng mà nó vẫn đứng hiên ngang, nó không thể chết được. Máu quá nhiều anh em ạ. Máu một cái con bình thường chả có Kira Kiriak gì mà máu rơi vào tầm hơn 8.000 máu đi, anh em thấy nó có quá nhiều không? Quá nhiều luôn ấy. Với một cái lượng máu nhiều như thế thì nói chung là để mà chạm được vào cái người con súng khó, khó lắm. Không bao giờ luôn ấy. Trận này khó cho đối thủ rồi, bởi vì round sau là tôi lên được 10. Mà lên được 10 mà tôi kẹp được con cung đen vào thì thôi đỡ làm sao được đây. Đối thủ chính thức là hết bài rồi đấy, hết bài rồi. Tầm này kẹp cung đen vào là có thêm Aegis lại có thêm 3 Hunter nữa. Thì nó cũng sẽ giống như cái bộ này form ở level 7, tức là 3 Hunter, 2 Aegis với cả 4 Glacier. Thì bây giờ nó lâng thêm một cái phiên bản cao cấp hơn, nó là 6 Glacier, ui mạnh lắm anh em ơi. Chưa kể con súng của tôi lên 3 sao rồi. Vừa có đam Hunter, vừa có trừ giáp Aegis. Cái tốc độ kết liễu của nó sẽ cực kỳ căng thẳng. Đây ở ui lại cộng thêm 1.000 máu nữa này anh em này. Ui cái con rồng này lắm máu lắm anh em ạ. 10.000 máu. Bây giờ hóa phát là 10.000 máu luôn. Thế thì cái bọn Beast này nó đánh cái kiểu gì mà chết được con rồng này đây? Chưa đánh chết được con rồng thì bọn đằng sau chết hết rồi. Cá lông lên được 2 sao nhá. Đồ cá lông thì cũng thế rồi đấy. 3 tia cướp điên giáp băng giáp xương cuối. Cũng căng đấy, nhìn trông cũng căng. Ờ, cá lông nhìn trông cũng to đấy. Nhưng bạn ơi, bạn nên nhớ là tôi bây giờ cái bộ này của tôi là tối thượng rồi. Ờ, cướp con gấu. Ừ, tối thượng rồi bạn ơi. Ui dồi ơi. Có cá lông vớ vẩn đứng đấy, chưa kịp bắn phát nào chết này. Đấy, tôi biết ngay. Ui, lần này đẩy phát chết mẹ luôn không. Ui dồi ôi anh em ơi, 26 máu ạ. Không phải 26 máu mà là 28 máu đấy anh em. Trời ơi, anh em thấy không? Cái bộ này tôi bảo rồi anh em mà. Nó lên cái mức này là tối thượng rồi. Gần như là không có cửa. Nói cho nó nhanh thì nói chung ấy là bài mà nó cho mà đặt vào tay mà chơi được thì là ngon ngay, rất khỏe nha anh em nhá, không yếu đâu. Đấy, nhiều anh em là cứ nghĩ là cái bộ này yếu, thực ra thì nó rất là mạnh. Nó chỉ yếu khi mà bài nó không ra, đồ nó không ra mà mình ép phải chơi cái bộ này thì nó mới yếu thôi. Chứ còn nếu mà bài form bài mà nó ra cho mình những cái con nó thuộc cái bộ này ấy, xong cứ chơi theo đúng bài thôi, đúng sách giáo khoa thì thế nào rồi cũng sẽ là vô địch nha anh em nhá. Anh em thấy hay thì hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái bộ Hunter 6 đỏ kẹp Light Spirit là một cái bộ mạnh nhất trong meta hiện tại. Nó khỏe đến cỡ như nào anh em nhá. Anh em chưa xem anh em có thể xem. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, cũng là một bộ khác nhưng mà nó chỉ mạnh nhì meta thôi. Nhưng mà nói là mạnh nhì nhưng mà nó cũng mạnh vãi cứt ra anh em ạ. Anh em xem thì hay lắm, tin tôi nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.